Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức nổi bật sau đây. Đội tuyển Việt Nam chốt địa điểm tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị, thầy cháu liên viên Park Ha-seo sẽ hội quân từ tháng 5 để chuẩn bị các trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022. Mới đây, việc huấn luyện viên Park đích thân đi kiểm tra mặt cỏ sân vận động Quy Nhơn khiến nhiều khán giả cho rằng, tuy Việt Nam chọn nơi đây làm địa điểm đóng quân chuẩn bị vòng loại World Cup vào tháng 6, tuy nhiên, một quan chức VFF khi chia sẻ với thanh niên cho biết, có thể sân Quy Nhơn vừa được cải tạo nên ông Park muốn tận mắt kiểm tra công trình được khoác áo mới đẹp thế nào. Còn về kế hoạch liên quan đến đội tuyển, chúng tôi vẫn có ý định để thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo tập huấn tại Hà Nội vì cơ sở sân bãi tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rất tốt, đã bứng đầy đủ mọi điều kiện từ chất lượng mặt cỏ đến phòng tập gym. Đến thời điểm này, VFF chưa thay đổi phương án nói trên, đội tuyển cũng đã khá quen với môi trường tập luyện tại Hà Nội, đây là địa điểm khá lý tưởng cho các cầu thủ. Trước đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã dự khán trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Định và Đà Nẵng nhằm lựa chọn nhân sự cho tuyển Việt Nam. Trong đó có Hà Đức Trinh, cầu thủ được huấn luyện viên xem là một trong ba tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện tại. Ông Park Ha-seo và các vị trợ lý sẽ tiếp tục vi hành các trận còn lại của V-League 2021 để đánh giá lực lượng, tìm ra nhân tố mới cho U22 và tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park chờ đợi sự trở lại của Văn Hậu, một ban hội trần sẽ được thành lập để kiểm tra tình trạng chấn thương của Văn Hậu vào cuối tháng 4. Ngoài ra có 34 cầu thủ được triệu tập lên tuyển quốc gia, trong đó bao gồm 4 thủ môn. Tin tiếp theo, khoảng tối ngoại binh ở Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, vụ tranh cãi giữa Lương Xuân Trường và Kim Đông Su trong trận đấu tối 20 tháng 3 là biểu hiện của một vấn đề tồn tại từ lâu ở Hoàng Anh Gia Lai. Sau trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai kết thúc tỷ số hòa không đều, một không khí nặng nề bao trùm lên tập thể đội bóng phố núi. Trung vệ Kim Đông Xu và đội trưởng Luân Sơn Trường đã có cuộc tranh luận suýt chút nữa để lại hình ảnh không đẹp trước ống kính truyền hình nếu không có sự can thiệp kịp thời của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và các đồng đội. Với đoàn quân huấn luyện viên Kiatisak Tisak trận hòa đội bét bảng có ý nghĩa như một thất bại. Xuân Trường và đồng đội trên hàng công dù nỗ lực nhưng không thể khoan thủng mảnh lưới Hà Tĩnh. Đông Su cũng có ngày thi đấu chưa thực sự tốt ở tuyến phòng ngự khi nhiều lần để tiền đạo đối phương đe dọa khung thành. Một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ với Dinh, vì không thắng, hai nghe mới bị ức chế nên tranh luận bình thường chứ không có gì. Tuy nhiên, về màn xuân trường với Đông Su trên sân khi ấy không thể nói lên điều đó. Đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai và Trung vệ người Hàn sẵn sàng thể hiện cái tôi với nhau trước đồng đội lẫn khán giả đã có nhiều năm chinh chiến tại V-League, xây dựng hình ảnh đẹp ở các đội tuyển, Xuân Trường cần kiềm chế hơn, đó là hình ảnh chỉ nên diễn ra ở trong phòng thay đồ. Xuân Trường không hài lòng với màn trình diễn của Đông Xu, nhưng hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai có lý lẽ của mình. Hai con người, hai cá tính đã không tìm được tiếng nói chung. Đây không phải là chuyện hiếm ở Hoàng Anh Gia Lai. Xuân Trường không phải là người đầu tiên gặp vấn đề với những ngoại binh tại đội bóng phố núi. Trong trận này, Công Phượng nhiều lần không hài lòng với cách di chuyển của Washington Brandao. Ở vòng 2, chính Washington cũng khiến Trần Minh Vương nổi nóng trong cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Xa hơn tại V-League 2019, Nguyễn Tuấn Anh từng nổi giận vì Felipe Martin không nghe chỉ đạo. Những năm qua tại v Hoàng Anh Gia Lai là một trong số đội bóng thay ngoại binh nhiều nhất. Những người phải chia tay thường không đáp ứng được chuyên môn hoặc không hòa nhập và tìm được tiếng nói chung với đồng đội. Trong thời gian tập nhờ Hải Phòng năm 2020, Philippe chia sẻ với Dinh. Rất khó để các cầu thủ nước ngoài chơi bóng với tập thể Hoàng Anh Gia Lai. Họ là những người đã lớn lên cùng nhau, có nhiều năm sắt cánh bên nhau. Lúc chia tay Hoàng Anh Gia Lai, phần lớn ngoại binh chưa kịp hoàn thành tâm nguyện. Nên mỗi khi có dịp gặp lại đội bóng cũ, nhiều người trong số này đều có động lực, thể hiện sự quyết tâm khát khao chiến đấu trên mức bình thường. Rimario Gordon, Philippe Martin đều ăn mừng cuồng nhiệt mỗi khi ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Trevor là trường hợp hiếm hoi từ chối trả lời mọi câu hỏi mỗi khi nghe nhắc đến Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai tối 20 tháng 3, Kelly Kester cũng chiến đấu với tinh thần không khoan nhượng khi gặp những người đồng đội cũ. Tìm được ngoại binh đáp ứng được tất cả chất lượng, trình độ lẫn khả năng hòa nhập là cả vấn đề với Hoàng Anh Gia Lai. Trước Kia Tisak, Chung -hye -seong, Lee Tae Hoon đều không có trong tay những ngoại binh phù hợp khi làm huấn luyện viên trưởng. Góc tối ngoại binh ở Hoàng Anh Gia Lai là bức tranh chung V-League khi không nhiều đội bóng tìm được tay giỏi và giữ chân họ trong nhiều năm. Câu lạc bộ Hà Nội là trường hợp hiếm hoi với ví dụ điển hình như Moses Oloya, Samson Kajode. Họ là những người có năng lực chấp nhận hy sinh yếu tố cá nhân để hòa nhập, phục vụ lối chơi tập thể. Mùa giải này, Kim Dong Su, Washington Brandao là những ngoại binh tốt mà đội bóng phố núi có thể đem về trong bối cảnh thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi trước mùa giải. Cùng Hoàng Anh Gia Lai hướng tới thứ hạng cao là một trong những lý do gia nhập đội của Đông Xu. Anh và Xuân Trường cần cùng nhau vượt qua sự kiên cố để không ảnh hưởng tới tham vọng của tập thể mùa này. Tin tiếp theo, Mourinho Việt Nam e rẻ Hoàng Anh Gia Lai, Việt theo nên lo lắng dần. Mặc dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 4 V-League 2021, nhưng huấn luyện viên Phạm Minh Đức vẫn dành lời khen đến đội bóng phố núi. Hà Tĩnh vào ngày 20 tháng 3 đã chơi thử bóng đá xù xì để hiện thực hóa mục tiêu một điểm cho Hoàng Anh Gia Lai. Họ bố trí đội hình lùi sâu khi luôn có 7 đến 8 cầu thủ trở lên xuất hiện ở phần sân nhà, qua đó khiến Hoàng Anh Gia Lai bế tắc trong việc triển khai bóng. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người được mệnh danh là Mourinho Việt Nam, đã chia sẻ với truyền thông sau trận: Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ dứt điểm tốt như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn. Với các tình huống khung thành 18m, chúng tôi không để cho những ngôi sao này có khoảng trống. Nếu sơ hở để các bạn cầm bóng, đột phá rồi sút thì dễ thành bàn. Vì vậy tôi chỉ đạo học trò đeo bám pressing đồng bộ và tất cả đã làm tốt. Với những phát biểu này có thể thấy, huấn luyện viên Minh Đức e dè những ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai đến nhường nào. Điều này càng có cơ sở khi mà Kia Tisak đang thử nghiệm khá trơn tru vị trí hộ công cho công phượng. Công phượng không còn màu mè, thay vào đó là những tình huống xử lý đầy dứt khoát trong khi đó văn toàn với tốc độ xe gió của bản thân vẫn gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ hà tĩnh về phần tuấn anh và xuân trường bộ đôi tuyến giữa hoàng anh gia lai thể hiện hết phẩm chất và không còn bị đối phương gây khó dễ như trận đấu vào giải năm ngoái nữa từ bóng đá hoàng anh gia lai thể hiện ở mùa giải năm nay cho thấy giang dấp của ông lớn đích thực điều này khiến nhà đương kim vô địch viettel phải thực sự lo lắng trước thêm vòng năm v-league sắp tới viettel vô địch vào mùa giải trước với nền tảng là hàng thủ chắc chắn khi họ chỉ nhận 16 bàn thua sau 20 trận Tuy nhiên, mùa bóng năm nay, sự kiên cố của tuyến dưới không còn được thể hiện. Dù đủ hay không, cặp trung vệ Quế Ngọc Hải Bùi Tiến Dũng, hàng thủ Việt theo để lộ ra nhiều khoảng trống. Trận đấu với Nam Định vừa qua là ví dụ điển hình khi bộ đôi trung vệ này không hoàn thành tốt nhiệm vụ trước những chân sút tầm trung của đội bóng thành Nam. Bàn thua Việt theo phải nhận trong trận này tới từ pha không chiến thiếu an toàn của Bùi Tiến Dũng ở phút 15. Wesley là người trừng phạt sai lầm đó với pha dứt điểm cận thành chính xác. Ngoài ra còn có không ít tình huống sai lầm đáng trách khác của hàng thủ Việt theo, nhưng may mắn họ không bị Nam Định chọc thủng lưới thêm. Đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chắc chắn chơi tấn công trước Hoàng Anh Gia Lai khi họ đang có vị thế là đội chủ nhà. Điều này giúp các chân sút đội bóng phố núi có thêm không gian thi triển những mảng miếng thay vì rơi vào tình trạng bế tắc như trước khối bê tông của Hà Tĩnh. Hàng công Việt theo không thể bị xem thường, nhưng các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải lo lắng quá nhiều về điều này. Nên nhớ rằng, thầy trò Kia Tisak đang là đội thủng lưới ít thứ hai của giải khi họ 13 lần nhận bàn thua sau 4 vòng đấu. Nhìn vào 4 vòng khởi đầu mùa giải năm ngoái khi họ nhận tới 6 bàn thua, đây là sự tiến bộ đáng chờ đợi. Hãy cùng chờ xem tài cầm quân của Kia Tisak được thể hiện ra sao trước Việt Theo ngày 24 tháng 3 tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.